Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Tiền sư nó nhà thằng nào đầu năm đầu tháng mở cái bài nghe buồn chết người. Gớm, nó thấy mình ngồi trước cổng chùa nó mở ngay cái bài con nhà nghèo, gớm thật. Sao mùng một Tết mà cái chùa này vắng thế nhỉ? Mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào hôm nay lại chọn ngay cái chùa này, nó vắng như cái chùa Bà Đanh ấy. Chả có ai lai vãng lên đây, không khéo ngày hôm nay thu nhập chả được bao nhiêu. Gớm vất vả thế. Ôi con lạy ông đi qua, con lạy bà đi nãy, Nam ơn Nam Phước ngựa tay bố thi, cho con vất vả đoạn trường cam qua trong cuộc sống này này. Con này nó không có quả tim này. Van nài như thế mà nó vẫn lơ đỉnh, nó đi nó cứ nhìn mình bằng cái khóe mắt như thế nào ấy. Chúc mẹ chồng gọng đi ơi. Còn nãy ông đi qua nãy bà đi nãy, Nam ơn Nam Phước bố thì bà ơi, vất vả quanh năm chả đủ ăn bà. Con chào bà. Mày kêu tao hả? Ô hay nhỉ, ở đây chỉ có mỗi hai người, con không gọi bà con gọi ma. Ôi con xin lỗi bà. Vâng, bà làm ơn nạp phúc bô thi. Mày đừng có giỡn mặt tao nha mày. Mặt tao vậy mà thèm nói chuyện với mặt mày hả? Quên đi con. Bà ơi đi đâu sớm thế, chồng mong con khóc gì mà đi sớm thế. Bà dừng chân cho con hỏi vài câu. Hên cho mày đó, bữa nay tao ăn chay, tao dễ tánh đó nghe con. Bữa mà tao ăn mặn mà tao ăn mắm sống rồi mày tan xác mày nãy giờ với tao rồi mày. À mà chắc mày ở đâu, mày mới tới đây mày không biết danh tao hả? Nguy tao sớm chùa này á là dữ dội lắm á, người giàu gặp tao còn khó nói chuyện người nghèo như mày. Vâng, con xin lỗi bà, nhưng mà con là người phàm mắt thịt, con không biết uy danh của bà, nhưng mà cổ nhân mình có câu giận gần chết ngày Tết cũng thôi, nên con quấy quả muốn hỏi bà vài điều vậy mà. Nè, đừng có giỡn mặt mày, tao long trọng giới thiệu cho mày biết á, tao là bà Năm Sừng Trâu nè, chuyên cho dai ăn lời, ở đây ai cũng phải nể mặt tao hết trơn á mày. Dạ thưa bà, đầu năm bà nói như thế là con không biết sừng trâu sừng bò, con chả khe. Nhưng mà con chỉ muốn là con nói chuyện với bà vài câu, bà đừng giận con, đầu năm mà con vui rồi. Thôi thôi thôi, nói gì nói đại đi, mệt quá. Bà ơi, con người bà phốt pháp như thế, chắc là bà sống nhân đức lắm rồi mới cho bà thân hình nở nang thế bà nhỉ. Mày đừng thấy tao hiền mà không hận tao nha mày. Này bà ơi, ở đây giữa đường giữa xá, trước chùa trước miễu, bà không nên gọi con bằng mày. Người ta gọi bà là có chừng người ta đi ngang, người ta đánh giá bà là con người thiếu văn hóa. Mà nói cái câu dâng giang mình hay gọi, người ta hay gọi là mất dạy đấy không? Cái thằng này nó mất dạy thiệt. Mày ăn mày, tao không kêu mày bằng mày, không lẽ tao kêu mày bằng nội mày? Ô bà nói như thế là bà không nghiên cứu về sách vở rồi. Ấy thế không khéo bà thiếu văn hóa thật rồi. Tại vì ngày xưa mình có cái câu như thế này này, chó nào chó sủa lỗ không, chả thằng ăn trộm cũng ông ăn mày. Chỉ có ăn trộm người ta mới gọi bằng thằng thôi, ăn mày là người ta gọi bằng ông hết. Ăn mày cũng văn chương dạy đời nữa. Thôi được, ngày tư ngày Tết tao hỉ xả cho mày đó. Rồi nói gì nói đi ông nội. Vâng, bà ơi, ông mà mình có câu lá lành đùm lá rách đùm lá nát nó đùm cái lá tả tơi. Không lẽ bà thấy con tả tơi thế này bà không đùm con lại sao bà? Tao mới xuống chùa mời đồng bạc rồi. Ôi, cái câu này hay nhất này, dù chơi chín bật phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Bà cho chùa bao nhiêu cũng không đủ, bà cứu mình con là coi như bà cho chín cái chùa rồi. Làm qua, ơn tao tay. Mới cứu trợ nặng lụt hết 10 đồng bạc rồi, bảo Katrina đó, tao cứu hết 10 đồng rồi. Sáng nay tao cúng chùa 10 đồng nữa, bây giờ gặp mày nữa. Trời, nhà nào tao cũng làm phước kiểu này, tao bán nhà tao ăn làm sao. Nhưng mà thôi, coi như tao hy sinh nữa nè. Vâng, cảm ơn bà. Tết nhất của tao hy sinh nè, lì xì với mày 2 đồng ăn Tết nè. Chúc. Bà ơi, bà thương cho chót.
Đấy, bà cho con nhiều nhiều tí, bà cho 2 đồng trả đủ mua bó rau muống thôi, thôi con không lấy giả lại bà đây. Ăn cho... mày mà ra giá nữa, tiền tao tao muốn cho nhiều tao cho chứ. Trời đất ơi, thằng này nó chảnh thiệt đó nha. Lấy kiểu này mang nhục lắm. Đây, cảm ơn. Ăn mày thì ăn mày, vẫn có nguyên tắc của thằng ăn mày. Đây bà không nhìn thấy donation minimum $10. Ăn mày nó cũng phải có cái danh dự của thằng ăn mày chứ bà. Danh dự mấy thằng làm biếng danh dự gì. Ô thế là bà không, bà xem phim tàu nhiều bà không để ý à? Bà có xem chuyện Kim Dung sao không? Trong Võ Lâm Ngũ Bá cái ban là gì? Cái ban là một trong những môn võ mà ban phái lớn nhất Trung Hoa. Mà cái ban là ai? Là ăn mày. Ăn mày là ai? It's me. Rồi bây giờ mày muốn cái gì? Bây giờ bà cho thì bà cho nhiều nhiều thôi, cứ giả lại bà đây thôi. Thôi sẵn rồi con cho bà luôn 3 đồng đi, bà ăn phở đi. Tại sao taxi của hôn như mày 10 đồng này mệt quá đi. Bà ơi, ông bà mình có câu cách cho hơn của đem cho. Bà cho bà phải tươi cười lên, bà cho như thế ai mà lấy. Con tự ái con không bao giờ con lấy. Cứ bà cho tiền bà phải cười tươi như thế này thì mặt bà cứ hầm hầm như thịt bằm nấu cháo, thế ai mà lấy. Mất tiền tôi phải cười nữa. Được, sao cười? Vâng, phải cười. Mà không được, với 100 không có tiền lẻ mày ơi. Ôi cái đấy thì bà không cần lo, con thối bà 90. Mà có không? Thôi bà yên tâm, mình business mình phải đem hàng theo thối chứ. Chưa thấy thằng mày nào như thằng này hết trơn. Bà ngồi gì? Xuống đây bà chờ lẻ con tiếp. Tôi về gấp mà. Từ từ để con lại thối cho bà gấp. Nhanh lên đi. Không có tờ 10 đồng đấy, con phải lựa. Đọc ta. Cái tay con nó đau quá gấp. Bà nâng hộ con cái tay ra. Thôi đi, tết nhất mắt bà nâng tay quẹ mày, nó dẹp đi mày. Không sao đâu, con mới móc cái túi được. Đây này, con để bên túi bên này. Gớm, bà ơi, sao bà khó khăn với con ạ? À? Sao nó vướng thế nhỉ? Chưa, lâu quá đi. Hả? Cái gì vậy? Hả? Trời đất ơi, mày quẹ giả hả mày? Mày lường gạt tao mày? Không phải, con không muốn lường gạt bà này. Nó đau sơ sơ thôi mà vác vào này người ta thấy thương tâm đấy. Đấy là chiêu thức của anh mày. Trời, có tiền nó nhiều cái chưa kìa. Cái này nó cũng không có. Ôi trời ơi, nó có máy đếm tiền nên trời đất ơi. Bà chờ con tí, bà chờ. Cái gì vậy? Chết. Phone phải không? Trời mày... ăn mày có phone tay nữa trời. Có chứ, ăn mày cũng business mà. Ngày nào ông ra đây ngồi đấy là nghề của mình rồi. Alo, ZZ mình đấy hả? Anh đây. Ừ, đang có khách hàng. Thế nào? Rồi, nhận xong hết rồi, cái vỏ 4.000 thôi nhá. Đừng, anh nhận cái hột đấy vào cái vỏ kia 4.000 thôi. Mua rẻ rẻ, cái rẻ rẻ thôi, ừ. Không, mùng 1 Tết là Tết Việt Nam mà. Shopping nó vẫn mở cửa. Ừ, chiều anh lấy cho mình, tối chúng mình đi chơi. Ừ, cái giỏ Gucci 3.500 đây. Chiều nay xin là đủ luôn. Ừ, sao? Cho vé đi xem đại nhạc hội á hả? Hả? Thôi cho vé bình thường giả lại, ông ấy đi quăng giả lại. Gớm, hai vợ chồng mình mua 2 cái vé VIP 600, coi vô tư. Ừ, thôi ở nhà nhá, mở mực, hộp mực sen với lại mở mấy giò thủ, giò lụa rồi ra, rồi mở cái bánh trưng ra chờ tôi về ăn nhá. Ừ, thế nhá, bye bye Hurley. Ok, bye bye. Còn vợ, gấp. Tao thấy mày ăn mày mà mày giàu quá, mày cưng vợ mày quá ha. Mua bóp Gucci rồi hộp xoàng á. Vâng vâng. Mày mà chịu tao, tao cũng chịu mày. Trả số tiền lẻ lẻ đi. Mà tao nói mày nghe, tiền mày nhiều quá trời, mày nhiều hơn tao nên mày đi ăn mày chi vậy? Nói bà thương, không phải là con cái nghiệp ăn mày bà. Đây này, bà biết không, con này cũng tính mua cái nhà để đi ra đi vào. Ừ. Để cho nó có chỗ chui ra chui vào ấy. Ừ. Nhưng mà vất vả là tại tiền lãi nhà băng nó cao quá, con muốn pay off luôn. Đấy, thành thử dáng ngồi lết vài tháng ấy. Lãi nhà băng mà cao gì? Tao cho vay mới cao.
Nhà băng á lấy từ năm, tao á tính từ tháng. Một tháng á tao cho vay 1.000 á là tháng sau phải đưa tao 1.200. Ôi bà ăn lời cắt cổ thế à? Vậy chứ sao? Mà bà biết không, làm cái này nó cũng vất vả lắm bà ơi. Bà ăn lái như thế, bà biết ngày xưa con đâu có ngồi thế này. Ngày xưa đấy, cái nghề này là chỉ nghề tay trái của con thôi. Nghề ăn chánh của mày là nghề gì? Ăn cướp. Hả? Ngày xưa con ăn cướp. Nhưng mà sau mấy lần con đi vào chùa con rồi, con nằm con suy nghĩ, con vắt tay lên trán, thế mình ăn cướp đến lúc nào? Đấy, ngày xưa mình còn to con, mình còn cướp được gớm. Bây giờ cứ như con nhái nó vật một phát chết mẹ nó rồi. Thế là bây đây đấy, ngày xưa đấy, cái bản này con xài 20 năm rồi. Gớm, ngày xưa chủ trương của con là thà ăn cướp hơn ăn mày. Bây giờ cảm thấy my body không được ăn cướp được nữa, đổi sang ăn mày hơn ăn cướp. Mình cũng phải sám hối chứ bà gớm. Thì tao á, cho dai cũng là ăn tay trái thôi. Thế ăn chính của bà là ăn gì? Ăn welfare. Ủa? Tao nói thiệt cái mày hả, cái nghề cho dai cũng cực lắm, không có sướng ít gì đâu. Nhiều bữa hả, một tay lái xe, một tay ôm con. Bà có chồng còn con mọn thế hả? Ôm con dao á. Trời đất ơi, nó giật nợ tao, tao rượt nó tao đòi nợ. Nó không trả tao xiết đồ nó, tao xiết đồ không được, tao có dao sẵn tao xả nó. Chứ đâu có sướng như mày ngồi mình một chỗ gì đâu. Bà ơi, thế là con biết rồi. Thế là bà tại bà cho vay lấy lãi cao thế, thành thử ra người ta mới đặt bà là năm sừng trâu đó, đúng không? Không phải. Nói cái chuyện này tao vừa vui tao vừa buồn. Mày biết không, tao hồi đó tao dưới quê á, năm 17 tuổi á, nhà tao nghèo lắm, tao phải đi chăn trâu. Mà được con cái nha, tao nói tao đẹp, trời đất ơi, tao đẹp sắc nước hương trời vậy mày ơi. Tao nhớ bữa đó tao mới ra khỏi nhà, năm đúng sinh nhật 17 tuổi nghe, tao mới bước ra khỏi nhà, tao nói chim nó rớt bịch bịch đột 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 đột, nó chết trước mặt tao vậy mày. Cái tao ra ngoài hầu cá, tao cho cá ăn, không con cá nào dám mà mình moi lên để nó ăn hết trơn, nó lặn hết trơn rồi mày ơi. Thấy bà kinh khủng quá, nó chết hết hả? Đâu phải, nhan sắc á, tao thuộc loại là chim sa cá lặn đó, mày hiểu chưa? Nhưng mà tao coi kiểu này nè, tao nhớ đời đời mày ơi. Tao đẹp đó nữa mà trâu mày đồng nó còn mê tao mà. Mày biết không, con trâu đó nó có dòm tao, tao để ý nó một cái sừng, cái thẹo nhỏ nhỏ trên trán đó, tao để ý nó mà. Cái lâu lâu nó dòm tao, tao biết mắt nó muốn gì nữa. Tao biết rồi, làm sao tao chịu nó được mày? Mày biết không, cái bữa đó nó chịu không nổi sao á, nó cứ nhầm cái bụng tao mà nó hút vô mày ơi. Cái tao quýnh quá không biết sao, tao bẻ hai cái sừng luôn, tao quất quất quất, trời ơi, tao nói nó chết tươi mày. Từ đó tao có tên cô năm sừng trâu luôn. Mà cũng nhờ vậy tao ế luôn tới giờ. Trai trong làng đâu ai dám dòm tới tao đâu à. Mày biết không, trâu tao còn giật chết không như người. Còn mày, mày bảnh trai quá, mày sao mày đi ăn cướp gì vậy? Ăn cướp là ngày xưa, bây giờ con ăn mày. Bạn trai thì bạn trai chứ, con nói bà nghe đấy. Thì thấy mình sám hối thôi, thà mình đi ăn mày sướng hơn, làm ăn cướp vất vả quá. Tự nhiên đứng trước cửa chùa, tao cũng thấy tao muốn sám hối mày ơi. Tại tao cho dai lời cắt cổ khác gì đi ăn cướp, mày thấy không? Đúng rồi, đây bởi này, vậy? Con nói bà nghe này, cái sao? Nghề ăn cướp ấy, của con với bà là đồng nghiệp. Bà cũng ăn cướp, nhưng bà ăn cướp không cần dùng súng đạn thôi, bà hiểu không? Cho vay ăn lời cắt cổ giống ăn cướp thôi à. Đúng vậy. Bởi vậy lâu lâu tao phải lên chùa tao sám hối nè. Tại ra cửa chùa nè, lúc nào cũng động mở, mình có lòng á, Phật không có bỏ mình. Tao thấy ăn ở sở lợi á, ông trời ông gửi ông cho. Ông cho mình phải xài nha mày, mày đừng có hà tiện rồi nha. Tao dặn mày đừng có hà tiện, mày phải xài nghe chưa. Mày hà tiện, ông lấy lợi mấy hồi đó. Thành ra mỗi lần tao kiếm được 1.000 đô hả, thế nào tao nói bận cái gì tao bỏ hết á. Tao lên chùa, tao cúng 5 phần. Ôi thế bà tốt quá rồi, bà kiếm được 1.000 bà cúng vào chùa 500, thế là phước đức đầy nha nhỉ. 5 đồng. Cho bà mới bảo bà cúng 5 phần. 5 phần ngàn. Thì 5 đồng phải sao? Cái gì mà dòm tao? Bộ mày không tính tiền tao trước khi tao đi ra khỏi nhà tao, tao lên chùa tao phải đi ăn sáng hả? Mày không tính tiền tao lái xe tao hay đổ xăng hao tiền xăng hả? Mày không tính tiền tao ra đi lên mấy cái bậc thang này nè, nó hao dài hao dép tao hả? Mày không tính tiền tao quần áo hả? Mày không tính tiền tao khát nước tao mua chai nước tao uống rồi, mày không có tính tiền tao là mua giấy gì đó, khăn giấy tao lau lên mặt tao hả? Tính ra cũng mấy chục bạc chứ mày tưởng hả? Gớm với Phật Thánh mà bà còn tính thế, thảo nào bà cho con 10 đồng mặt bà cứ kinh khủng á. Phật á, mà tao cũng có 5 đồng mà. Cái bản mày á, bản mặt mày á, tao giọng vô họng mày đắp bồ. 10 đồng bạc mày muốn gì mày xỉa xói tao hoài vậy? Đâu có xỉa xói gì đâu. Để con tìm tiền con thối cho bà.
Lẹ lẹ đi tôi về. Rớm đem tiền mặt trong người. Bà lấy cái tay. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm ơn làm phước bố thí cho con. Xin đồng cảm ơn anh đẹp gái, chị đẹp gái. Chúc giời ban phúc. Bà thấy bố thiên sư nhà nó xin như thế mà chảy cả nước mồm nước dãi ra, mà nó nhìn xong nó thọt thọt trong túi, xong rồi con kia nó khều xong thằng nó đi. Gớm, mày không có tiền mày dẫn bồ mày đi chơi làm gì? Làm đeo và vất vả thôi bà. Lẹ đi. Đây để tiền mặt trong người đây. Gớm, bà thấy không? Người đâu của đấy bà. Bao nhiêu tiền con mang theo hết. Không thèm gửi nhà băng. Sao mày không gửi nhà băng cho an toàn? Gớm, nhà băng có an toàn. Bố mày không sợ ăn cướp hả? Trời ơi, mà mày là ăn cướp rồi mày còn sợ ai nữa? Đúng rồi, bởi thế con mới giữ tiền trong người đấy. Thì gửi bà nhà biết băng không? Đi. Ủa, nhà băng không quan trọng đâu, nhà băng không ăn thua gì. Sao vậy? Ông bà mình có câu người đâu của đấy, đấy đồng tiền nó đi liền khúc ruột. Đấy, bà hiểu không? Thế nhà băng làm gì chắc chắn đây 8 cái casino ở bên Mississippi đấy, nó chứa bạc tỷ, chỉ một trận bão Katrina nó đưa mẹ nó hết ra biển rồi. Bây giờ thằng tỷ phú nó còn không có tiền bằng con đây này. Mấy chủ casino giờ chết hết. Mày nói nhiều quá thôi, thì tao lại đi. Thằng này nó kiếm trước nó câm, sao kiếm mày nói quá trời quá đất vậy mày đi. Không chuyện gì mà cứ ngồi đếm tiền hoài, đây. Đây con gửi lại bà 90. Đây chúc bà làm ăn may mắn phát tài bà nhá. Đừng có rủa xả tao nghe. Không ai rủa bà đâu. Thôi tao đi đó. Vâng. Cái gì? Tính cho thêm à? Cho thêm cái gì? Welcome. Một bữa mày rủa người ta dữ lắm mà. Sao hôm nay mày không rủa tao nữa? Cô ơi, nảm ơn Nam Phúc bố thí cho kẻ tật nguyện một đồng à, kiếm thêm tiền chiều mua con heo sữa. Lấy dùm con. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Có chồng cô nhá. Lúc nãy rủa lộn. Ê, tao thấy mày làm ăn mày tao ham quá à. Mày ngồi chút xíu, mày tao tốn chút xíu nước miếng mày kiếm hai chục. Bây giờ tao ngồi trước cửa chùa, tự nhiên tao thấy lương tâm tao cắn rứt. Thành ra tao á tính đổi nghề. Thôi bà đang sang trọng này, bà đổi nghề ăn mày ai xem. Sao mày biết tao đổi nghề ăn mày hay vậy? Thế bà tính đổi nghề chỉ có thể bà nhìn thấy con làm ăn khấm khá, bà tính đổi nghề ăn mày gì? Đúng mà, tao nói mày nghe, mày chỉ tao được không? Bây giờ tao tính bỏ nghề cho gian lời cắt cổ rồi đó. Không, con nói bà nghe này này, làm ăn mày ấy không phải là có tài mà phải có duyên nữa. Duyên? Bà có duyên bà xin người ta mới cho, không có duyên nó chửi trong mặt ấy. Thì giờ mày dạy tao đi, sao tao biết được ăn mày? Tao nào giờ tao đâu có quen đi ăn mày như mày đâu. Không, nếu mày mà chỉ bà, nghề cho tao đi. Bà muốn như thế thì con tận tình chỉ bảo cho bà. Chỉ nhưng đi. Mà bây giờ bà phải rehearsal trước cho con xem. Trời, ăn mày có rehearsal nữa là sao? Thực phải tập thử à? Thực tập cho xem. Rồi, mày giờ mày chỉ có tao thiếu đi. Ăn mày không chứ gớm, nhiều khi ngồi không ai cho. Bây giờ mình xin, mình động lòng người ta gì? Vâng, động lòng á. Lại ông đi qua, lại bà đi lại cho một đồng ăn cơm. Cảm động không? Gì mà dòm tao? Tao xin rồi hay vậy mà sao mày dòm tao? Bà nhìn trong ánh mắt con có một tia nào cảm động không? Mặt mày chai quá, mày cảm động gì? Xin xong nó cứ đơ như tượng ấy. Chứ sao? Bà cứ xin mà bà cứ như đào hát thế ai mà cho. Cái này bà phải xin như con này vất vả mà giọng mình phải vật vờ lên đây này. Nằm này. Hiểu chưa? Phải nằm vật vưởng ra thế này. Nói mà như cái dòng mà ai bóp cổ hết hơi ấy. Nằm sao? Này ông đi qua, này bà đi. Thôi đi. Nói đàng hoàng, nói rặn từng câu thôi đâu tao rặn như mày. Mày thì rặn á, mày rặn theo kiểu chèo cổ. Tao ăn xin theo kiểu cải lương sao giống mày được. Giờ mày chỉ tao đi. Mày luyện cho tao đàng hoàng đi. Bà quyết định như thế hả? Quyết định, tao từ nay tao phải đi ăn mày. Tao thấy tiền tao mê quá rồi. Chưa có ai mà chọn cái nghề kinh khủng như bà này. Em tưởng là có mình em chứ good idea đấy. Mà em nói nghe này, thế một ngày ấy, nói thật sự ra đây này, bà biết thu nhập một ngày bao nhiêu không? Đây, bà muốn thì con chỉ cho bà tận tình. Bao nhiêu? Nhiều khi mèo mù vớ cá rán ngày kiếm được 200. 200 đô la hả? Chứ không nhớ 200 gì, 200 tiền âm phủ à. Ôi trời ơi. 200 đô, một tháng 6.000, không có vốn, không đóng thuế luôn. Ôi trời ơi. Được, từ
từ đây tao theo mày, tao đi ăn mày luôn. Bà quyết định như thế? Quyết định. Con nói bà nghe, đây là bắt đầu nhảy vào lĩnh vực business. Ừ. Con truyền nghề cho bà. Ừ. Bà dáng bà vật vờ vật vướng, bà lăn lộn như thế nào con không cần biết. À. Mỗi ngày bà đóng con 40%. Đấy, trong business người ta gọi là chia tứ lục. Bà vất vả lăn lộn kêu gào kêu khóc, bà ăn 60, con ở nhà con ăn 4 thôi. Nè, mày nhìn kỹ tao nghe. Tao cho vay có 20% á, mày nói tao cắt cổ người ta. Bây giờ mày nhìn tao đi nghe, mày đòi tao 40%. Mày nhìn tao chừa cái cổ tao ra thôi, từ trên xuống dưới mày muốn cắt cái gì mày cắt mẹ nó đi. 40% vô đồ gian ác. Tao móc mắt bây giờ cái gì? Đồ gian ác à? Vậy mà mở miệng ra nói đạo đức, đồ xảo trá, đồ xảo ke. Bởi vậy tao nói có giàu á cũng trời cũng ngồi cho ngồi lết qua đích lợi vậy hà. Bà. Vậy. Công nhận 12 bà mụ có thời gian ngồi nặng đẹp bà như tượng ấy nhỉ. Cứ bà càng chửi cái mồm bà càng đẹp gớm, sao người nào mà chửi mà mồm xinh thế cơ lị. Ôi giời ơi, bà chửi cái nốt ruồi bà nó cứ bay lên bay xuống, bay lên bay xuống. Ôi xinh kinh khủng luôn đấy. Đây đầu năm đầu tháng bà đừng chửi như thế nha. Gớm, bà cho tiền ai bà phải vui vẻ. Đấy, bà cho tiền mà bà cứ lầm bầm như thế. Đấy, cái chùa này linh lắm. Gì linh? Gớm, hôm qua có con mẹ kia cho con có 1 đồng thôi. Bà chửi quá trời luôn, xong vừa bước chân ra đường xe cán mẹ què ai đó. Mày nói thiệt mày nghe ớn thôi. Ừ, bây giờ không những bà cho 10 đồng mà bà cho con 100 bà vẫn phải cười. À, dân cụ 100 đó. Như thế phước nó vào nhà. Mày mà tại sao mày đòi tao 10 đồng? Mày cứ ăn xin mày donation 10 đồng là sao? Ôi, nguyên tắc mà. Thôi tắc, đây. Lần sau rồi đi. Lần sau đi tin đi xin rồi biết. Thôi, chúc bà vui vẻ may mắn với bà nhé. Tao nói mày nghe. Hồi 17 tuổi tới giờ, từ lúc mà ví dụ năm sừng trâu tới giờ đâu có ai khen tao đâu. Giờ có mình mày khen năm. Thành ra năm thấy năm cũng. Tại mày nhỏ tuổi với mày có vợ rồi chứ. Mày lớn lớn năm ngồi tao năm lết với mày luôn. Nó chơi mày, nó tao về đó ha. Thôi chung năm gặp nhiều may mắn năm nha. Vạn sự như ý nha, nhớ kiếm tiền nhiều nhiều nha. Tết năm sau tao lại tao thưởng cho mày 10 đồng nữa ha. Rồi hẹn đến năm sau kìa. Thôi chung năm mau có chồng năm nha. Thôi con dọn hàng năm ơi. Thôi em về thôi. Vô đây, theo anh. Để anh chỉ cho em. Đây là cái ghế mà mỗi lần ngày xưa anh nhớ em đó. Anh ngồi đây, anh nhắc lại ôn lại những kỷ niệm đẹp của thơ mộng của anh. Ủa, con bắt rồi. Trời ơi, mới qua Mỹ có mấy ngày mà đi đâu cũng không đi sát mình trên lạc hoài. Em ơi, bé Mộng ơi. Anh ơi, giúp em với. Cái gì? Anh giúp em với. Sao vậy? Chuyện anh... gì? Anh giúp em bịt mấy cái ống nước bị vỡ rồi. Trời ơi, ống nước nhà bị vỡ hả? Không, ống nước công viên. Ống nước công viên nó vỡ lung tung cả lên. Em bịt hết ống này nó lại thò lên ống khác. Bịt hết ống này nó lại thò lên ống khác. Em bịt mới được 20 mấy ống thôi. Còn bây giờ nó thò lên khắp nơi rồi. Trời ơi, cái đó là cái tưới nước tự động của người ta ông ơi. Khổ quá. Trời ơi, bịt bao nhiêu cái ống rồi? Em bịt được 20 ống rồi đấy. Trời ơi. Anh thủ tiêu đi. Thôi. Nếu mà người ta thấy người ta bắt em chết. Trời ơi. Ôi, thế em thấy nước nó xịt nó văng tung tóe, em tưởng lâu là vỡ ống nước. Đúng. Ngồi xuống. Công nhận ơi. Nước Mỹ này cái gì cũng lạ với em anh nhỉ. Ừ. Anh nói cho em nghe. Em mới qua đây á, em muốn học nhưng phải từ từ. Nghe không? Anh. Ừ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh nhá. Được. Em thấy Mỹ nói tiếng Anh ào ào em thích lắm cơ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh để em nói chuyện với người Việt. Mình chơi như thế nó mới sốc. Sốc quá rồi đó. Không, tại vì em á, em nói là nhiều khi em nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu. Ủa sao vậy? Hôm đấy em đi từ phi trường Los Angeles em sang Houston này. À. Xong em vào em đưa cái vé cho nó. Xong mà em thấy một cái điều vô cùng vô lý là mình đã đưa cái vé như thế thì nó nhìn thấy mặt mình đáng lý nó phải cho mình đi chứ. Đúng. Xong nó bảo, ai đi? Xong em bảo là em đi. Nó cứ nhìn em này, nó cứ trợn mắt, nó
nhìn em này, nó cứ bảo là ai đi, xong bảo ô tôi đi. Xong rồi em ấy, nó cứ bảo là no, ai đi, xong rồi tao đi. Em điên dần lên, anh hiểu không? Em điên dần lên, xong em lấy tiếng Việt ra, em dồn hết sức bình sinh, em chửi thẳng vào mặt nó. Thế tao không đi, tao vác xác ra đây làm gì? Thế xong nó lại nghe, nó không biết gì, xong nó lại rước một cái anh Việt Nam đến đưa cái passport em lên, thế là nó cho em đi. Trời ơi, em ơi. Thế mình đi mà nó chả hiểu là ai đi. Em nói vậy là em hiểu lầm người ta rồi. Sao? ID là bên này là cái thẻ có cái hình, là cái như là cái căn cước mình hồi xưa đó. Chứ đâu phải nó hỏi là em đi hay là ai đi. Ôi chết mẹ, thế là em nhầm nữa à? Nếu hôm nào anh mua cái vé máy bay cho em sang đấy xin lỗi nó nhá. Mình làm có lỗi là mình phải xin lỗi. Đấy. Ôi, biết ổng đâu rồi mà xin lỗi. Ôi thế à? Thế không biết thôi. Em không đặt quá. Biết đỡ cái vé. Nè. Vâng. Nè, anh nghe nói là trước khi qua đây á, em có học tiếng Anh phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh dặn em là phải học tiếng Anh. Thế là em phải tự động em học. Ừ. Bây giờ đó, kể cho anh nghe coi vài chữ coi có rành không? Ồ, dễ như không ấy mà. Ngày xưa anh nhớ không? Ở Việt Nam là em làm gì? Em là, nói chung là em đầu bếp chuyên môn nấu bún riêu. Đúng. Đấy. Thế là em học, anh bảo em á, học trước tiên là học cái gì? Học hello, goodbye, rồi học thứ ngày tháng. Đúng, đúng. Đấy. Thế là em mang hết cả đồ dùng ở trong bếp ra em học. 2 ngày thôi em học thuộc hết, không thiếu một chữ nào về thứ ngày tháng. Ủa? Sao hay vậy? Nhớ nhanh kinh khủng nhá. Sao vậy? Đấy là ý của em đấy. Sao? Đây này, ví dụ như thứ hai, em khó nhớ quá, không nhớ là cái gì. Xong em vác cái mâm ra, đây mâm đây là thứ hai. Đúng không? Mâm đấy. À. Thế xong em vác hũ tiêu ra, em bảo tiêu đây là thứ mấy? Thứ ba. Đấy, thứ ba. Đấy, rồi thứ tư đấy là dọn dẹp đấy là West Day. West Day. Đấy, thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là mang nguyên cái dao phay ra, phay đây là thứ sáu. Thứ bảy là phải rượu rắn. Sao vậy? Xà tiểu đây. Xà tiểu là rượu rắn đấy. À. Còn chủ nhật là sướng đây. Nghe thì thấy cười rồi đúng không? Nghe thì rất là buồn cười à. Nhưng mà rất là có lý. Đúng. Cứ em khuyên các chị nào ấy, cứ thứ bảy cho chồng uống xà tiểu đây là chủ nhật là sướng đây ngay. Em giỏi quá. Em nhá, em sang đây á cũng một lô tiếng Anh đấy. Nhưng mà có nhiều chữ em vất vả vẫn không hiểu. Em chưa hiểu phải không? Nó ngược hết với Việt Nam anh ạ. Ừ. Ví dụ. Đấy, ví dụ như là em là đầu bếp chính của cái gánh bún riêu của em. Đúng. Ví dụ Việt Nam là đầu bếp là nấu ăn. Còn bên này đầu bếp lại là sếp cức. Hả? Cái gì? Trời ơi, không phải gì đâu em ơi. Chip cook. Cái gì? Chip cook. Ồ, chip cook à? Ờ. Sao hôm nay cái chị kia, chị ở Mỹ mười mấy năm trời, xong rồi về chị, em hỏi chị ơi chị làm gì thế, xong bà làm sếp cức. Em tưởng bà làm, em tưởng bà ấy làm trong công ty phân bón. Chắc cái bà đó cái miệng bà làm sao á. Em có biết đâu. Ờ, em đừng có nghe mấy người nói nghe không. Vâng. Nè, anh nói em nghe, bên Mỹ nè, chỗ nào mà vui á thì người ta kêu là fun. Ồ, thế bên Pháp vui hơn. Sao bên Pháp vui hơn? Bên Pháp đi đâu cũng thấy fun. Phân đầy đường ấy. Không phải. Phân đây là phân đi đó. Phân là vui đó. Thở chứ không phải cái đó em ơi. Sao em cứ nghe loáng thoáng. Ai biết đâu, em thì dân nhà quê nghe phân. Em tưởng đâu toàn thứ bón ruộng. Nè, anh nói cho em nghe. Dạ. Qua đây rồi đó ha. Anh đề nghị em nè, đừng có bận đồ bà ba với lại quần đen đi ngoài đường, nó kỳ lắm. Ô, anh buồn cười nhỉ. Đây là xứ tự do mà. Mình muốn bận gì mình bận chứ. Có việc phiền gì đến ai đâu nè. Miễn ra mình thấy thoải mái là được rồi. Thì anh biết rồi, nhưng mà cho nó hạp chứ cái bên này. Nghe không? Tướng em đó, anh nói em nghe nè. Đứng dậy anh coi. Đó. Tướng em này dông dỏng cao như nè. Chân dài tới nách nè. Trời ơi, bận váy là số 1. Bận cái gì? Váy đầm ấy. Anh ơi, em bận váy bao nhiêu người đây ói ai hốt. Trời ơi. Anh một cười chân dài đến lách nhưng cũng tùy chân. Gấm chân người ta phẳng phiu, chân người ta trơn lu. Còn chân em độc hoa không thế này. Gớm nào kiến cắn này, nào muỗi cắn này, làm ruộng này, phèn nó đóng này. Gớm bận áo đầm vào tủi hổ cái áo đầm.
Không, em biết lượng sức mình. Nè, anh cho tiền đi lột da. Ô, tự dưng đang ở Việt Nam làm người sang đây làm ếch à? Tự dưng lại đi lột da làm gì? Đâu phải lột da ớt. Trời ơi, lột da cái lớp da ngoài thôi cho nó đẹp. Thôi, thôi, tôi không lột đâu. Người tôi sống nhờ da, tôi lột hết da, tôi sống vào cái gì? Chả còn tí thịt nào phổ tết cái xương cả. Coi được rồi, tôi tùy em. Nhưng mà, để coi coi. Trời đất ơi, em rất là đẹp. Nhưng mà có cái bờ môi là chưa có đủ sexy. Anh cho tiền đi bơm môi. Thôi em sợ lắm. Sao vậy? Thôi em thấy cái tai nạn bơm ấy rồi. Bơm môi là mắc mớ gì tai nạn. Đây Việt Nam thì ham to đấy. Ai? Việt Nam ham to. Rất nhiều bà bơm xong còn xin tí. Xin tí xin tí. Hôm đấy em chứng kiến ngay tại chợ Sài Gòn. Ngay hàng cá luôn. Bà kia mới vừa vào bơm cái môi đến đây này. Môi trẻ đến đây này. Xong vừa bước vào hàng cá hỏi bao nhiêu ký lô, con mẹ bán cá vỗ cho một cái bóp. Xong bà đứng bà hỏi ô con này sao tự dưng tao mua cá xong mày đánh tao. Nó cá người ta tươi thế kia, sáng sớm bà trẻ môi thế này chó mùa. Trời đất ơi, cái đó là tai nạn mà nó không có thảy ra thông thường. Thôi thôi em sợ lắm, gớm khổ. Em nhớ là em cứ thêm tí, sau này hôm nào nó vỗ cho em nó đến bể mồm thôi mệt rồi. Em giữ cái mồm như thế này, mồm em như đống thịt bò thế này anh chưa vừa lòng à? Thôi được rồi, à, tùy em. Vâng. Nhưng mà anh nói em nghe, kể từ ngày hôm nay. Vâng. Em qua tới đây rồi. Vâng. Thì em để cho anh lo cho em ha. Em không cần phải làm cái gì đụng tới móng tay em hết trơn. Không, móng tay em cắt hết rồi, cho em làm đi. Em ở nhà em buồn lắm. Không. Anh ơi, anh phải cho em đi học này, anh phải cho em học lái xe, em phải cho anh học tiếng Anh, anh phải cho em học cái nghề gì đấy để em làm, em giúp đỡ anh. Em không phải làm gì hết trơn ha. Mọi chuyện đã anh lo, nghe không? Anh làm á, không đủ á, anh làm thêm mấy job cũng được. Em chỉ việc hưởng thụ, em ăn rồi nằm một chỗ cho anh. Ô, đang tự dưng đang người bình thường đi đứng đàng hoàng xong từ Việt Nam sang đây liệt à? Trời, không phải liệt, ý nó là em nằm ở nhà hưởng thụ thôi, không phải làm gì hết. Em thì em thích đi làm, em ở nhà em buồn lắm. Nè, em cần gì? Em muốn đi shopping cái gì, mua sắm cái gì, em muốn đi mua bất cứ gì, anh đưa tiền cho em nha. Nè, nếu mà em buồn, anh cho em đi học nhảy đầm luôn. Được không? Ôi chết, từ xưa giờ cứ trên bờ dưới ruộng nhảy, xuống ruộng nhảy lên bờ, bây giờ học nhảy đầm học thế chó nào được rồi ơi. Học cho nó đỡ buồn, thể thao đó em. Thôi anh thích thì em chiều anh. Rồi, đi nha. Khó, tôi về nấu cơm ăn đi. Thôi bây giờ tối rồi, về. Anh đem mấy cái bọc ni lông này cất đi. Xong ra gỡ hộ em mấy cái ống nước đang em đang cột lại hết rồi. Rồi nước thịt nước hết rồi anh ạ. Rồi. Nhanh nhanh đi nhá. Ừ. Tôi đã lầm.
Em nói là sao? Em nói là em muốn yêu tôi mà tôi không cho. Chính xác như thế. Tôi đi làm thì 2-3 job tôi mệt tôi phải ngủ chứ. Thấy không? Ngủ ngáy là chuyện bình thường. Ồ. Có gì đâu mà em cầm lên. Nhưng mà ông không ngáy bình thường như người khác. Tôi ngáy nếu sao? Nếu ông ngáy đều đặn thì tôi còn ngủ được. Thân xác tôi ngày càng còm cõi đi là tại vì ông. Gớm khổ bao nhiêu năm tháng để ở một năm trời để ăn bơ ăn sữa mà thịt không có toàn da với xương. Tại vì sao ông ngáy kinh khủng như người ta đâu. Ông ngáy mà đều đặn thì tôi còn ngủ được. Lâu lâu ông cứ bố thằng nào ngủ cho được. Thì tôi đi làm mà tôi mới may ngáy như vậy. Ai bảo ông đi làm? Đấy, đấy. Bây giờ còn than thở mang tôi đây sang khổ à? Gớm khổ sao không lấy tự viết bài mà hát. Còn lấy cả nhạc ông Lam Phương chế lời lại. Tôi hận quá tôi phải làm chứ sao. Mới viết chưa có thụ kịp rồi. Mà tôi hỏi bà ăn mặc cái gì? Đêm khuya bà đi đâu vậy? Nhảy đầm. Hả? Tôi đi nhảy đầm. Bà đi nhảy đầm? Ngày xưa ông bảo tôi phải đi học nhảy đầm. Tốn 700 ngay ngày đầu tiên ông không chịu. Đến giờ tôi phải cố gắng lắm tôi mới nhảy được đầm đấy. Đấy, ông có nhớ cái 700 đấy không? 700 gì? Gớm khổ ngày xưa tôi có mang được guốc cao gót đâu. Ngày xưa toàn chỉ guốc mộc thôi. Ông bảo mang guốc cao gót vào vừa bước vào sàn nó làm xẹp thế này. Thế đi chụp x-ray đấy. X-ray đấy. Thế thằng Mỹ nó là bác sĩ nó lại quất cho 300 mà hình trắng đen. Không thấy được cái gì. Đấy rồi về nằm treo giò lên 4 hôm. 400 nữa là 700 đấy. Còn tôi ăn bận như thế này để đi làm gì á? Ừ. Đi đánh tennis. Hả? Cái gì? Đi đánh... chơi jet ski. Trời ơi đánh tennis mà bận đồ vậy hả? It's my style. Style cái gì? Hả? Sorry. Mà nghĩ sao mà bận đồ. Trời ơi ba cái kim sa kim tuyến đầy người hết trơn ấy. Ồ ông chả bảo là đi ra đường ông phải sáng mặt với người ta à? Thế này chưa đủ sáng à? Hả? Ông tưởng tôi mặc cái này sung sướng lắm à? Con người tôi chỉ như con nhái. Thế này tôi phải na trên người bao nhiêu là hột. Nó nặng bỏ mẹ ấy. Đây là không gồng là nó cong đến đây rồi. Đây là phải dáng ướng lắm nó mới sừng sững như thế này. Tôi hỏi bà. Gì? Bà đi đêm tôi không nói. Ban ngày cũng vậy. Bà không lo dọn dẹp nhà cửa gì hết trơn. Bà bỏ đi cả ngày. Bà đi đâu? Shopping. Shop. Ông bảo tôi là phải biết đi shopping. Phải biết sắm sửa. Mới cho bằng chúng bằng bạn. Tiền ông để làm gì? Ông cầy 3-4 chóp làm gì? À, chả phải đâu để ông để cho vợ ông xài à? Thế thì tôi đi shopping. 3 ngày đi shopping. Tối đi casino. Buồn buồn đi nhảy đầm. Thế thôi. Cho là cái đó là cái ý kiến của tôi. Mà lúc đó tôi thấy bà mới qua ha? Tôi sợ bà buồn tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ bà thay đổi 360 độ. Ăn muốn... quen nhịn không quen. Đó là tại ông. Tại tôi tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là tại ông. Ông bảo tôi thay đổi à? Đây này. Ông nhìn đi. Ông nhìn cái sự thay đổi của tôi đi đây. Đây. Bằng neo đấy. Bằng ESL này. Bằng lái này. Còn có bằng này bằng gì đây? Bằng đánh bài. Hả? Bài có bằng này hả? Cái đấy là cái thẻ của ông. À. Ông đánh từ ngày xưa. Tôi lâu lâu tôi lấy đi xong mà ai không để thẻ vào tôi để thẻ vào tôi lấy phoi. Thế từ một người vợ hiền lành trở thành một người vợ ăn chơi sa đọa tôi không ngờ. Ô buồn cười nhỉ? Ăn chơi sa đọa à? Ăn chơi sa đọa mà có bằng neo. Ăn chơi sa đọa mà học được tiếng Anh. Ăn chơi sa đọa mà học được bằng lái. Ngày đầu tiên khi tôi bước chân qua đây, tôi tưởng tôi qua tôi sống một cuộc sống hạnh phúc bên chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ anh chả đã động gì đến tôi cả. Suốt ngày anh chỉ biết đi làm. Anh làm để anh cung phụng cho tôi à? Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Đâu phải người phụ nữ nào cũng muốn nằm đấy để chờ chồng đem tiền về cho xài đâu. Tôi không thuộc hạng phụ nữ ấy. Xin lỗi ông. Nếu ông cảm thấy không được, ly dị. Đơn giản thế thôi. Em bé gì? Mỏng. Mỏng gì? Bé mỏng. Không kêu tên cúng cơm nha. Bây giờ Jennifer Lu. Cái gì? Lu hả? Em họ Lữ hả? Ừ. Nhưng mà Lữ làm sao đọc được thì Jennifer Lu. Thôi được rồi.
Jennifer Lu. Thôi mà đừng có giận mà. Anh hồ đồ, anh biết lỗi rồi. Bên nay anh mới biết anh có hai cái lầm lận chứ không phải một cái. Cái lầm đầu tiên á là em bắt em chịu đựng. Ở trong nhà em khó chịu, anh không biết. Cái lầm thứ hai á là anh đã hiểu lầm em là một người vợ anh chơi xa đọa. Thôi bữa nay thì anh nhìn những cái thứ trong bóp em thì anh đã hiểu rồi. Thôi đừng có giận anh nha, bỏ qua đi. Anh hứa kể từ hôm nay anh sẽ bỏ bớt làm việc ở nhà lo chăm sóc cho em, có thì giờ để cho hai vợ chồng mình có một cuộc sống hạnh phúc nha. Em chịu không Lú? Tôi không thích gọi bằng Lú. Tôi thích gọi bằng Mỏng ngày xưa cơ. Ok. Nè, từ nay nhá, phải bỏ bớt làm việc đi. Vâng. Ở nhà phải enjoy với vợ chứ. Vâng. Có thế cuộc đời nó mới tươi. Tự dưng dòng thả tôi sang đây cứ nhốt như tù ấy. Này. Thôi sẵn đây vui quá. Nhờ hai chồng mình nói chuyện nãy giờ sao anh thấy tối bụng quá. Đói bụng à? Ôi thế được rồi. Ngày hôm nay anh nghỉ việc gì? Không đi làm gì? Được rồi, vào trong đấy em làm cook anh ăn. Ê! Cái gì? Em cook cho cook anh ăn. Có chuyện đàng hoàng. Trời đất ơi, cái đó đi. Năm trước rồi em ơi. Vâng. Kim ơi, chị Kim. Ai vậy? Có nhà không? Ơi, ai đó? Chị nè. Tôi đây. Trời ơi, sáng sớm mà năm chỉ đi tìm Kim chi sớm mà. Ôi, rảnh không có gì làm tính kiếm Kim xỏ chỉ chơi mà. Nè, đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi ghét cái thứ chơi chữ đó nghe. Mà nói xin lỗi ông anh tìm lộn Kim rồi. Cái Kim này tích đít mẹ nó rồi. Không có sổ được đâu cưng ơi. Chị nói sao vậy? Chị đang làm gì trong nhà vậy? Đang may đồ. May đồ phải chị lấy chị sổ Kim không? Thấy không? Ý tôi là vậy đó. Ai biết cái mặt ông Giang thấy mẹ. À, bữa nay tôi qua đây thăm chị. À. Với lại có đem chị cái này nè. Cái gì đây? Bảo đảm chị thấy là chị mê. Lần nào qua cũng quà cáp hết trơn hết trọi vậy anh. Ừ, bảo đảm chị thấy chị mê liền. Cái đó. Gì đây? À. Qua tờ melon. Qua tờ quá. Cái gì vậy ông nội? Cái gì? Đưa cái gì vậy? Watermelon. Cái nước gì gớm vậy? Nước gì gớm? Đưa coi, cái này làm sao à, cái này ông thích chứ tôi đâu có thích. Qua tờ là nước nè, melon, nước melon mà nước melon tôi uống đâu có được, nó xuống máu ông ơi. Cái gì melon? Đây là dưa hấu. Mà tiếng Anh ta đọc là watermelon. Tôi nói cái melon còn đỡ, ông thêm cái dấu vô cái ớn ờn không? Cái chữ nào nó viết mẹ ghi chữ dưa hấu nó đẹp hơn chết đâu, watermelon. Bà nó đầu óc bà ông nào nghĩ bậy bạ không à? Thôi cái đó ông uống thì tôi không dám uống à. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Nó đi làm hết rồi anh ơi. Vậy sao hôm rồi chị không có đi đâu chơi sao? Thôi, đi bị thấp khớp đi ra đường đi mệt quá không đi nổi. Tôi nói chị nghe, mình qua đây ở nhà hoài không có tốt đâu. Giống như tôi nè, thấy không? Già từng tuổi này mà vẫn còn đi nhảy đầm exercise. Thấy không? Chị phải đi ra đập nhảy đầm cho thể thao cho nó vui. Không, nói anh đừng cười tôi chứ nhảy cái kia tôi không nhảy nổi thì nhảy đầm. Nhảy gì? Thể dục dưỡng sinh đó. Bỏ lâu rồi. Thôi, nếu mà chị nói vậy thôi thì thiệt là tiếc quá đi. Sao vậy? Kỳ này Thúy Nga có tổ chức cái gì đó gọi là nhảy security gì đó. Thôi, chuyển chọn security hả? Anh đàn ông anh làm chứ tôi làm gì? Security. Là vậy? Là những người nổi tiếng á. Thì nói mẹ nổi tiếng cho rồi sập quality ai biết đâu mà tôi mới qua mà tới dùng cái trừ từ chi ác ôn nghĩ không biết. Nhưng mà vậy là sao không tôi không nhảy được đâu, anh đi tìm người khác đi, tôi nhảy rồi mất công tôi với anh biết lòng. Là gì biết lòng tổ tị với tôi mà quen tôi biết. Tôi nói thì không? Chính cái chỗ quen biết tôi mới sợ biết lòng. Tôi có gì đâu biết lòng. Đỡ vậy. Ừ.
đó, nghĩ sao nhãi mà không nhìn mặt thằng anh mà nhìn cái gì không? À, tôi nhãi mà tôi không nhìn mặt thằng anh mà tôi nhìn mặt thôi thôi ghê á. Chị bị gì vậy? Tôi bị thấp khớp. Thấp khớp đứng thẳng được hả? Không được. Trời ơi tiếc quá. Vậy kỳ này không biết làm sao mà anh quyết định đi thi cho Thúy Nga hả? Giải thưởng lớn lắm. Nghe thi Thúy Nga tôi cũng tỉnh táo lên liền, nhưng yên tâm đi, nếu anh đi thi tôi sẽ gửi anh. Cái gì? Tôi quen hết. Sao vậy? Thúy Nga là ruột của tôi mà. Tôi sẽ viết cái giấy giới thiệu cho anh. Anh tới anh chưa thi người ta chấm anh đậu rồi. Chờ tôi đi nghe không? Chờ tôi nghe không? Lẹ nha. Chờ tôi chút đi. Không ngờ bà bị nặng dữ vậy ta. Hồi xưa đâu có lưng đâu có dữ vậy. Nhưng mà kệ, bà này mình nghe đồn là bà hồi xưa bà cũng đã nhảy đầm rất là giỏi. Ráng coi coi bà làm cái gì đây. Xong chưa chị? Chị ơi, xong chưa? Chờ tôi chút. Chạy lên nha. Đi ra đằng trước. Cái bộ bà ba kia tôi cho anh đi đằng sau được, cái bộ này phải cho đi đằng trước. Đi đằng sau ông đĩa hàng tôi hả? Thôi bà, đừng có nằm mơ. Cái hàng là ai thầm đĩa? Giờ làm sao? Bây giờ muốn nhảy phải không? Anh đu tới đâu tôi đu tới đó à. Thi cho ai chứ thi cho Thúy Nga là quốc à. Tại vì tôi coi nhạc Thúy Nga hàng ngày mà coi nó trẻ ra anh ơi. Rồi rồi, giờ tôi chị tập nhảy nha. Trời, anh mai bộ đồ giống đấu bò quá ha. Đừng nói tôi để làm con bò cho anh đấu nha anh. Chết à, không được. Đây. Trời ơi, romantic quá. Cái ý cái này cầm làm gì? Ngậm vô, mình tập ngậm nhảy à. Ngậm gì cốt vậy bà? Người ta còn trẻ, người ta còn có răng, người ta cắn tôi ngậm cái nú không ông nội. Bây giờ có nhảy là không? Nhảy, ngậm vô đi. Nhảy thì mở nhạc lên coi. Bắt đầu nha. Rồi. Giờ đâu vậy mẹ? Trước coi. Quên quẹo cái chân lại, quẹo lại đó. Yep. Ghê quá. Vô coi. Trời ơi, sao nặng quá vậy bà? Mới mập lên mà. Trời ơi, chơi nhạc này hả? Tôi chơi luôn với ông à. Bà làm cái gì vậy? Đâu bò? Có bò hả? Không phải hả? Bà đi tuôn bò hả bà? Tao bỏ. Nhảy tiếp hả? Đi. Qua đây. Vui buồn cùng em. Đời là những chuỗi ngày sầu lo, tình là những bên mơ mộng mơ. Quá trời ơi, sao ông không đưa tôi vậy chạy? Ơi, thấy sao tôi đưa? Bà chạy cùng lắm mà. Thôi đứng lại. Ông nhảy đàng hoàng coi. Đây nè. Lát nè. Khi yêu nhau tuy xa mà gần, cớ sao hãy sống cho tình yêu, sống trong mong anh khi tôi còn xa. Lòn hát, lòn hát. Hả? Lòn hát. Nở nổi không? Nở không? Không nổi. Nở. Không nổi đâu. Trời ơi, cười lên đi. Cười lên. Cười làm gì? Hả? Tôi mệt bà quá. Tôi kêu bà chui qua đây
chàng quá húi. Không, tôi biết rồi, nhưng mà ông đỡ không nổi. Ví dụ như người ta thọt vô vậy phải có người đỡ cho nổi. Ông đỡ không nổi, ông bỏ tôi ra bật rộng tôi chết sao? Thôi bò mẹ ra vậy chắc ăn hơn. Mình già rồi mà. Ông đu làm sao lợi thì dân rồi Tuấn Hùng phải không? Nhưng mà mình có cái giải lão niên, hiểu không? Có giải đó thì được. Không sao? Tôi nói ông nghe nè. Sao tôi thấy kỳ này nha. Ban giám khảo chấm toàn nhạc quê hương được điểm cao không? Vậy. 40-40 là Hương Thủy với Hương Lan. Lát nữa tôi đi thi tôi không lấy tên Kim, tôi đổi tên Hương luôn. Hương. Hương Hồn. Tên thi gớm vậy bà ơi. Đó thì vậy đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên giới thiệu sau đây là sự xuất hiện đi thi của Hương Hồn à. Thôi bây giờ về nè. Hả? Dầu gì tại bữa nay mình mới tập, mình chưa có nhuyễn. Bây giờ đi về nhà tôi đi. Rau. Rồi tôi tập thêm cho bà rồi đi thi. Rau. Nè, tôi hỏi bà nè. Bà có quen biết ai trong cái nhà không? Yên tâm đi. Tôi đi thi là có người chống lưng rồi. Ai vậy? Nguyễn Hưng. Bà con thân với tôi lắm. Thân không? Rất gần. Gần cỡ nào? Chị vợ của thằng em rể thằng bạn tôi là có coi băng Nguyễn Hưng rồi. Nói lại. Chị vợ của thằng em rể bà bạn tôi là có coi đĩa của Nguyễn Hưng rồi. Gần không? Thấy gần không? Gần quá. Nó sát cái tivi mà. Tôi nói thiệt với bà nha, từ đây mà tôi chạy ra tiệm Thiếu Nga tôi mua hứa dĩa Nguyễn Hưng còn lẹ hơn bà nữa. Trời ơi, gần gì mà gần kỳ cục vậy bà? Có gì đâu thì tôi nói vậy thôi. Nhưng mà mình đi thi á, là ăn thua là cái khả năng của mình. Đúng. Có nhiều thi nhiều. Ừ. Được chưa? Rồi bây giờ đi. Rồi đi. Lấy cho tôi cái cây gậy coi. Chi vậy? Rồi ở tôi thấp khớp, tôi đứng hầu tôi mệt ông ơi. Để tôi xếp cái body lại tôi đi dễ đi hơn. Trả về vị trí cũ. Yêu cầu ông đi trước nha, ông đừng đi sau ông đĩa hàng cứ hoài không nổi. Đi ngõ này nè bà. Đi ngõ này hả? À. Thôi đi nha, em đi ơi.